Chỉ cầu quả vị Phật, đó là Đại Bồ Tát An Trụ Bố Thí Ba La Mật Đa gồm cả tịnh lự Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm không ái nhiễm, không sàn tham, để hành bố thí, đem bố thí này cho các hữu tình, cùng nhau hồi hướng đến trí nhất thiết trí, quán các người thọ nhận, người bố thí, vật bố thí đều như huyễn, không thấy sự bố thí này có tổn giảm hay lợi ích. Đối với các hữu tình thông đạt tất cả pháp, hoàn toàn đều không bất khả đắc, đó là Đại Bồ Tát An Trụ và Bố Thí Ba La Mật Đa, gồm cả Bát Nhã Ba La Mật Đa, Thụ Thọ Thiện Hiện, Bạch Phật. Bạch Thế Tôn, làm thế nào Đại Bồ Tát An Trụ vào tịnh giới Ba La Mật Đa, gồm cả Bố Thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật dạy, Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát An Trụ vào tịnh giới Ba La Mật Đa, thân đầy đủ luật nghi, ngữ đầy đủ luật nghi, ý đầy đủ luật nghi mà tạo các nghiệp phước. Nhờ nghiệp phước này, lìa việc sát sanh cho đến tà kiến, không mong cầu địa vị thành văn độc giác, chỉ cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Bấy giờ Bồ Tát An Trụ vào tịnh giới để thực hành rộng rãi tuệ thí. Các hữu tình cần thức ăn cho thức ăn, cần thức uống cho thức uống, cần đồ đạc gì cho đồ đạc đó. Lại đem căn lành bố thí này bình đẳng cho các hữu tình, cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, không cầu địa vị thành văn độc giác. Đó là Đại Bồ Tát An Trụ vào tịnh giới Ba La Mật Đa, gồm cả bố thí Ba La Mật Đa.